Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món tằm rang lá chanh. Không biết là các bạn đã từng ăn qua cái con này chưa? Đây là con tằm ăn lá dâu nha các bạn. Để chế biến được cái món tằm rang lá chanh thì trước tiên là mình phải chọn tằm. Tằm khi mà ăn dâu thì nó sẽ có vẫn có màu trắng, nhưng mà khi mà tằm nó chuyển sang cái màu vàng chín như thế này này là có nghĩa trong bụng nó hoàn toàn không còn phân nữa và nó chỉ có tơ ở trong thôi. Vì thế mà để làm cái món tằm này là chúng ta phải chọn con tằm nó đã ngả sang cái màu vàng như thế này rồi, vàng óng như thế này rồi thì mới ăn được nhé mọi người. Đấy, con tằm nó vàng óng như thế này thì sau đó nó sẽ nhả kén thì bắt đầu là nó vào trong cái kén đó, sau đó thì trong cái kén nó sẽ biến thành con nhộng. Con nhộng sau thời gian còn nhờ thành con nhộng thì nó sẽ biến đổi thành con ngài, và con ngài nó sẽ đẻ trứng. Để tiếp tục vòng đời của nó là lại sinh sôi lấy nở ra những con tằm con. Đấy, hôm nay thì mình sẽ xin mời các bạn cùng vào bếp để chế biến món tằm rang lá chanh rất là thơm ngon. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái cách làm của mình nhé. Sau khi chúng ta đã chọn được những con tằm vàng óng để chế biến rồi thì chúng ta sẽ rửa sạch nó nhé. Chúng ta sẽ xả nước để rửa sạch. Đây, những con tằm vẫn còn đang sống nguyên nha các bạn. Nó vẫn còn đang bò lổm ngổm này. Có lẽ là rất nhiều người rất sợ, sẽ sợ cái con này. Trước khi chế biến thì nhìn nó rất là sợ. Giống như những ai mà không ăn được dưa ý, thì nhìn sẽ rất là sợ. Nhưng mà sau khi chế biến thì nó rất là ngon. Nó làm cái món rất là ngon luôn. Đó. Thực ra con tằm này cũng rất là sạch rồi, nên chúng ta cũng không phải quá cầu kỳ ở trong cái việc mà sơ chế nữa đâu. Sau khi đã rửa sạch tằm, chúng ta sẽ đun một nồi nước và cho vào đây một chút muối. Tằm sau khi rửa sạch thì các bạn sẽ cho vào nồi nước sôi để trần sơ. Chúng ta sẽ trần sơ để đó, để cho con tằm nó sẽ duỗi ra như thế này này, nó sẽ duỗi dài ra. Đấy. Bạn nhớ là tằm mà để ăn được là phải tằm nuôi bằng lá dâu tằm nhé. Đó, sau khi trần sơ thì chúng ta sẽ đổ nó ra một cái rổ để cho nó ráo nước. Bạn em nhìn này. Đây là cái tơ của nó đây, nó đang nhả tơ đây này, nó nhả tơ để làm kén đấy các bạn. Đó, đây là những cái tơ. Vì thế mà những cái con tằm này là trong bụng nó hoàn toàn không còn phân nữa nhá, mà trong bụng nó hoàn toàn là những cái tơ đó, cái tơ mềm. Cái tơ này vẫn ăn được nhé các bạn, nó chưa phải là những cái tơ dai đâu, nó rất là mềm. Đầu tiên chúng ta sẽ cho vào chảo một ít dầu ăn. Tiếp đến chúng ta sẽ cho vào đây hành khô nhé. Chúng ta sẽ phi thêm thơm hành khô, phi cho nó thơm sực lức lên. Sau khi hành khô đã được phi thơm thì các bạn cho toàn bộ với chỗ tằm mà chúng ta vừa mới trần sơ đó. Chúng ta rang với cả lửa vừa nhé.
sẽ lên vào đây một thìa hạt lê này. Tiếp đảo cho nó ngấm này. Và một ít nước mắm nữa. Cho nó gợi mùi thơm. Xài những bước này là nó đã thơm cực nước luôn rồi các bạn. Bạn chú ý là với những cái món tằm này, nhiều người sẽ bị dị ứng với nó nhé. Nên là các bạn phải test thử, nếu mà ăn và thấy có biểu hiện ngứa là mọi người sẽ không thử ăn đâu. Các bạn cứ rang đến khi mà con tằm nó săn lại, nó xẹp bớt như thế này này, thì nó mới chín nhé. Chứ còn nếu như nó vẫn đang phồng như này thì là nó chưa chín đâu. Bạn phải tăng thêm. Bạn rang là đảo đều cho nó ngấm đều vào gia vị, muối, mực chín các thứ. Ngấm đều vào. Các bạn mà đã ăn con tằm này rồi thì các bạn chắc chắn là sẽ không ăn con nhộng nữa. Các bạn ăn con nhộng các bạn nghĩ biết nó ngậy như nào đấy. Thì ăn con tằm này nó còn ngậy và béo hơn, rất là ngon. Và khâu chế biến thì chắc là nhiều người sẽ rất sợ, vì nó giống như một con sâu ấy. Ăn sâu người sẽ sợ. À đây có một con nó bị đứt đôi này. Mình cho các bạn xem đây. Đây. Đây là con tằm vào trong nó, cái tơ nó như thế này này. Đây chính là cái tơ của nó này. Đây là cái tơ trắng trắng này. Đó. Đây để cho nhìn rõ hơn các bạn đây, đây là cái tơ nhá. Đây là những cái tơ ở trong bụng con tằm này. Đấy. Đấy, cái này là những cái sợi tơ này nó đã mềm mà mọi người có thể ăn được. Khi mà nó nhả ra rồi thì nó rất là dai. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ thái lá chanh để cho vào tằm. Lá chanh các bạn rửa sạch, thái chỉ. Sau khi đã thái chỉ lá chanh thì các bạn cho toàn bộ cái chỗ lá chanh vào cái tằm này. Bạn đảo đều. Đó, như vậy là cái món tằm rang lá chanh của mình đã hoàn thành. Giờ chúng ta sẽ cho nó ra đĩa và thưởng thức thôi. Rất là thơm các bạn. Rất sự rất là thơm. Mùi lá chanh. Thơm lắm. Rồi bây giờ mình cho nó ra đĩa nha. Nhiều quá. Thế thêm phải cho trên cho con để trong tủ à? Vâng. Để nó có chết không? Chết chả sao nhỉ? Để trong tủ chả sao. Đây là da nó ngót đi nhỉ? Ừ. Ngót. Trắng nhỉ? Thì ăn thử đi. Không. Tao trông chồng con bò tao sợ. Ăn nhộng tao ăn thì tao sợ. Nó ăn nó cũng giống con nhộng mà.
Hoàng về à? Hoàng ăn thử con này không? Hoàng ăn con này bao giờ chưa? Chưa ăn à? Ăn thử đi hả? Ngon mà. Chú Sơn thì chuyên nhậu mình. Ăn ngon, ngon. Cái hương ngon không? Ngon không ăn? Ăn không? Lấy về Mỹ ăn không? Cô có cái hộp nhựa ấy rồi. Ok. Rồi ít thôi. Nhựa có chưa? Bác kia ta lấy. Đây. Đưa cô chát cho Mỹ này. Đây, xin mời các bạn cùng thưởng thức cái món tằm với mình nhé. Bây giờ mình thử test thử cho các bạn. Test thử cho các bạn con tằm này nhé. Trong người nó trắng như thế này. Bởi vì trong bụng nó không còn phân nữa, nó chỉ còn là những cái kén thôi. Nó đang làm kén cho nên nó sẽ không còn phân nữa. Như đây thì bắt đầu này tằm như đây mới ăn được nhá. Còn tằm mà nó vẫn còn phân mà nó vẫn còn trắng ấy là không ăn được đâu. Rất là ngon. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách rang nhộng tằm là chanh. Cái món này cũng khá là thú vị để khi thưởng thức. Nhưng mà nhiều bạn chắc là rất là sợ không dám ăn. Nhưng mà khi mà rang chín như này ăn rất là ngon, rất là béo ngậy và thơm ngon. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video này ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái video mới nhất trên kênh của mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.